nghiệp. Bão lũ đã làm nhiều ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại. Có những nơi người nông dân mất trắng, giao thông bị chia cắt. Theo số liệu thống kê đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, hơn 250.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại. Gần 2 triệu gia súc, gia cầm bị chết. Hơn 2.200 lồng bè thủy sản bị hư hại, cuốn trôi. Đây cũng chính là thiệt hại về nguồn cung thực phẩm lớn cho cuối năm. Trước tình hình này, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn thực phẩm cung cấp trong nước cho trước, trong và sau Tết, cũng như thị trường xuất khẩu là một việc làm cấp thiết. Khi tình trạng ngập sâu tại nhiều địa phương giảm nhanh, thì công tác khắc phục thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp cũng khẩn trương được triển khai. Trong khi nhiều diện tích mất trắng có thể gieo trồng lại, thì có nơi tình trạng thiệt hại kép như mất cả cây trồng và đất, mất cả thủy sản và lồng bè đang khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của bão số 3, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh gần như mất trắng sau bão. Hàng loạt lồng bè đã bị cơn bão cuốn trôi hoặc gây hư hỏng. Những dây phao nuôi hàu được người dân kéo trở lại bờ bởi hàng tấn hàu nuôi đã chết. Diện tích này trước cơn bão ập đến là nơi nuôi trồng thủy sản của những hộ dân nơi đây, nhưng giờ đây chỉ còn những đống phao xốp. Nhà nhiều nhất thì thiệt hại hơn 20 tỷ đồng, còn lại thì trung bình hơn 4 tỷ đồng. Để phục hồi sản xuất, nhất là với lĩnh vực thủy sản, cần sự vào cuộc, liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật, con giống, vật tư, thức ăn, thuốc cho người sản xuất. Tôi có 60 ô mà mỗi ô là 500 con, mà mỗi con là tầm 3 cân. Vừa rồi kéo là cả lồng bè của tôi nó không còn một cái gì sạch banh mách. Bây giờ mà mất tầm khoảng 14 15 tỷ, không biết cái nào của nhà mình nữa. Từ ngày hôm qua bây giờ cứ đi tìm. Thì bây giờ làm cái gì ra tiền để mà trả nợ bây giờ. Cùng với đó, giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất, thậm chí cũng hỗ trợ để sớm phục hồi sản xuất, chăn nuôi và thủy sản trong thời gian ngắn nhất là những biện pháp hữu hiệu để giúp người nông dân sớm khắc phục thiệt hại và có cơ hội gây dựng lại cuộc sống. Trước hết là giãn hoãn, thứ hai là giảm lãi và đặc biệt là phải mạnh dạn cho vay mới để các doanh nghiệp, người dân rồi thì các hộ gia đình là có cái vốn để quay vòng. Thế còn những cái khoản nợ cũ thì sẽ được xem xét xử lý một cách phù hợp với điều kiện thực tế, cũng như theo cái tinh thần chỉ đạo rất là quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, ở một số địa phương tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, nước lũ đã rút nhiều. Tuy nhiên, những tàn dư mà cơn bão để lại vẫn đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của nhiều hộ dân. Vào những thời điểm đỉnh lũ thì rất nhiều hộ chăn nuôi ở ven sông Lô của huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ có những thời điểm nước ngập lên đến mức độ cao như thế này. Và mặc dù hiện nay thì nước đã rút nhưng mà sình lầy cũng như là rác thải vẫn còn tồn đọng ở nơi đây. Và việc đảm bảo môi trường cho chuồng trại chăn nuôi cũng như là an toàn cho đàn vật nuôi là những biện pháp cần phải triển khai kịp thời ngay lập tức. Toàn bộ chuồng nuôi của gia đình anh Trương Anh Trường ở xã Hạ Giáp, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ ngập trong nước. Hơn 500 đầu lợn của gia đình đến nay chỉ còn một nửa. Mặc dù đã được chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ chuyển số lợn còn lại lên các lều lán dựng tạm trên đê để giảm thiệt hại. Tuy nhiên, việc khắc phục sau bão không phải là việc đơn giản chỉ trong ngày 1, ngày 2. Nói chung là sau trận lũ lụt này là thiệt hại đối với gia đình nhà em, toàn thể khu vực bà con đây là rất là lớn. Tái sản xuất bây giờ là mình phải khắc phục giếc về vệ sinh rồi phòng tiêu độc giếc là nó rất phức tạp ạ. Để tái đàn lại thì chắc cũng phải mất một thời gian ạ. Cơ bản bây giờ là lợn vẫn đi gửi đi các nơi. Nếu bà con giếc vẫn tất trên đường bờ đê mới trong dân trong làng ạ. Và bây giờ vận chuyển về là nó khó khăn. Sau mưa lũ, nguồn nước, môi trường chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất dễ sinh ra mầm bệnh. Nhằm giúp bà con nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá ảnh hưởng của mưa lũ đến sản xuất nông nghiệp tại một số tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, ban hành quy trình hướng dẫn đối với từng loại cây trồng vật nuôi đến các hộ nông dân tại địa phương, hướng dẫn các biện pháp khắc phục, phục hồi sản xuất, giảm thiểu thiệt hại mức thấp nhất cho bà con nông dân sau mưa lũ. Cái
vòi có áp thì phun rửa toàn bộ cái chuồng nuôi và phun rửa rất là nhiều lần. Thế sau đó thì mình song song với dùng vôi bột, thế hoặc là dùng chloramin B. Đấy, và mình rắc toàn bộ cái xung quanh chuồng này, cái khu vực chăn nuôi này để mình tiêu độc khử trùng. Cái biện pháp tiêu độc khử trùng rất quan trọng trong lúc này. Thế và song song với cái việc đó thì mình phải dùng, khi mà cái nền chuồng mà đã khô cạn rồi thì nếu như trong chuồng ẩm thì mình có thể dùng quạt thông gió để mình làm cho cái nền chuồng nhanh chóng là khô. Khi mà khô rồi thì mình sẽ dùng haniodin để mình pha, sau đó là mình phun lại một lần. Có thể sử dụng phun 2-3 lần sau ấy, khi mà chuồng mà mình cảm thấy khô ráo, đủ tất cả các cái điều kiện rồi thì mình mới di chuyển đàn lợn về. Không chỉ có chăn nuôi mà trồng trọt cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa bão. Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có đến gần 2.000 hectare diện tích cây trồng thiệt hại sau cơn bão số 3. Chưa khi nào những người nông dân ở đây lại chứng kiến cảnh hoang tàn như thế này. Nếu tính cả 35 hectare mất tích dưới lòng sông và số thiệt hại trên bờ bị đổ gãy, thì riêng trang trại của anh Tú đã mất đến cả chục ngàn gốc chuối gần đến ngày thu quả. Nguyên em chỉ tính tiền cây thôi, giá trị về cây với lại đầu tư của em là khoảng 4 tỷ. Chẳng hạn những cái này có chặt thì vậy thôi, chứ còn nó sống hay chết cũng không biết được, tại vì nó bị chôn sâu quá. Từng nghĩ sau khi lũ rút có thể gieo trồng lại ngay cây ngắn ngày, thì ngày hôm nay khi ra đồng, chị Toán và nhiều nông dân sẽ còn đứng trước nhiều khó khăn mới khi cát còn nhiều hơn đất. Mé bên ngoài kia kìa, nó lên tầm này cơ, nguyên cát không ấy. Thì bây giờ mà khắc phục lại thì nó cũng rất khó. Hôm mà dòng lên trên cát thì tí mưa là nó sẽ đổ. Với tinh thần nước rút tới đâu, khắc phục hậu quả tới đó, những người nông dân, chính quyền địa phương và toàn ngành nông nghiệp đã bắt tay ngay vào công việc khắc phục hậu quả để sớm có thể ổn định lại sản xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể, hướng dẫn nông dân khắc phục sản xuất nông nghiệp, giúp nhanh chóng ổn định sinh kế cho hàng chục nghìn hộ nông dân. Tập trung vào xử lý để mà khắc phục những cái tồn tại, những cái hậu quả của các cái cơn bão số 3. Thứ nhất là với lĩnh vực trồng trọt thì tập trung thu dọn tàn dư, rồi thì là tập trung những cái diện tích lúa đến thời kỳ mà gặt được rồi thì tập trung khi nó nắng lên thì chúng ta tiến hành thu hoạch lúa nhanh. Và thứ hai, những diện tích mà lúa chưa thu hoạch được thì tiến hành là bó gom nó lên để cho nó róc nước và cũng tránh bị nảy mầm. Thế với những diện tích ngô chẳng hạn thì cũng tranh thủ thu kể cả ngô non để mà là lấy bắp luộc ăn, hoặc là với những diện tích già thì cũng tranh thủ ngô già thì phải thu ngay để một là làm thực phẩm hoặc là làm thức ăn cho chăn nuôi. Với những diện tích ngô mà đổ gãy không thể phục hồi được nữa thì có thể là nếu ngô còn non ấy thì có thể xử lý để làm cái thức ăn cho lĩnh vực chăn nuôi cũng đang thiếu trầm trọng. Thế còn về lĩnh vực chăn nuôi thủy sản thì tập trung thu dọn rồi thì xử lý tất cả các cái bùn đất, thu dọn dựng chuồng và sau đó thì tiến hành phun cái khử độc tiêu trùng và tiến hành tái đàn và đưa các cái vật nuôi mà đã di tản trở về với các chuồng trại để đảm bảo khôi phục cái chăn nuôi, đồng thời là thực hiện tái đàn để từ nay đến Tết âm lịch thì có thể có đủ cái thực phẩm cung cấp cho người dân trong địa bàn trong và ngoài tỉnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để đảm bảo lương thực trong nước cũng như duy trì xuất khẩu, các tỉnh phía Bắc phải có các giải pháp khả thi để khôi phục sản xuất ban đầu và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Điều này cũng nhằm hạn chế nhất ảnh hưởng đến CPI, xuất khẩu, tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Do vậy, phục hồi sản xuất là yếu tố quan trọng nhất đối với nông nghiệp hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, cho tới thời điểm hiện tại thì mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua, thế nhưng những tác động và hệ lụy cho đời sống nói chung cũng như sản xuất nông nghiệp nói riêng của bà con nông dân thì vẫn còn tồn tại không hề nhỏ. Rất nhiều diện tích lúa ngô cây lâm nghiệp bị gãy đổ, đất đá vùi lấp, trong đó có nhiều diện tích mất trắng do ảnh hưởng từ bão Yagi. Các giải pháp để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh đang được chính phủ và ngành nông nghiệp khẩn trương triển khai. Cụ thể là với từng ngành nghề, lĩnh vực sẽ phải áp dụng những giải pháp như thế nào để mang lại hiệu quả? Thì đây cũng chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng đi bàn luận sâu hơn trong chương trình ngày hôm nay với sự tham dự của một vị khách mời.
Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Rất cảm ơn ông đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông Lê Quốc Thanh ạ, qua kiểm tra đánh giá thực trạng của các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc, thì cơn bão số 3 đã gây ra những tác động như thế nào cho đời sống sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân ạ? Có thể nói là cơn bão số 3 gọi là Yagi thì đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp một cách toàn diện. Cả về tất cả các lĩnh vực của ngành sản xuất nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản, chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Không chỉ là vấn đề trong bão mà sau đó là mưa hoàn lưu của bão đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Du, miền núi cũng như là đồng bằng sông Hồng. Đến nay thì các tỉnh đang vào cuộc rất là quyết liệt, và đặc biệt là ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì chúng tôi tất cả các đơn vị của Bộ đang vào cuộc để tìm ra các giải pháp làm thế nào để nhanh nhất khắc phục cái hậu quả của cơn bão này và tìm các giải pháp để phát triển lại sản xuất, phục hồi lại sản xuất. Vâng ạ, có thể thấy rằng là cũng phải một thời gian rất lâu rồi, sản xuất nông nghiệp của bà con miền Bắc phải gánh chịu một cái thiên tai rủi ro vô cùng lớn như vậy. Và nó tác động toàn diện tới tất cả các lĩnh vực của đời sống sản xuất nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Vậy thì cụ thể để khắc phục những thiệt hại, phục hồi sản xuất nông nghiệp thì chúng ta đã và đang có những giải pháp cụ thể như thế nào để có thể phù hợp với từng mô hình, từng địa phương cũng như là đặc thù lĩnh vực ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp ạ? Hiện nay thì đối với cái hậu quả của cơn bão này thì như chúng ta đã biết thì có thể gọi là một cái cơn bão đã gây tác động lịch sử toàn diện đến tất cả trong các lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp, và cũng nhiều năm qua là chúng ta cũng ít bị ảnh hưởng những cơn bão lớn như vậy. Và đến nay thì cái hậu quả để lại thì mặc dù là chúng ta đang rất là tích cực, tuy nhiên thì làm thế nào để khôi phục lại được sản xuất, làm thế nào để chúng ta giảm thiểu cái tác động của cái cơn bão này đối với các cái ngành sản xuất, thì việc đầu tiên ấy thì hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang chỉ đạo các cái đơn vị của Bộ tích cực cùng với các địa phương. Việc thứ nhất là chúng ta phải đánh giá lại xem là cái tác động cho từng đối tượng vật nuôi, cây trồng, nuôi trồng thủy sản bị tác động như thế nào. Từ đó thì sẽ xác định những cái giải pháp phù hợp cho cái từng cái đối tượng bị ảnh hưởng. Như trên tay tôi đây là những cái tài liệu như là hướng dẫn khắc phục hậu quả của đối với rau màu sau bão lũ này, rồi biện pháp và phục hồi cấp bách đàn gia cầm sau lũ này, rồi khắc phục các vườn cây ăn quả sau lũ, cũng như là đối với sản xuất lúa, cũng như là đối với các cái loại rừng trồng thì chúng ta phải có những cái giải pháp như nào. Và đối với ngành thủy sản, chúng tôi cũng có những cái biện pháp khắc phục giải quyết những vấn đề là sau bão lũ đối với cái việc mà chỉnh trang lại lồng bè và xử lý những vấn đề môi trường của nuôi trồng thủy sản. Thế thì đối với cái việc này thì chúng tôi đã phát hành những cái tài liệu này đến Trung tâm Khuyến nông các tỉnh và thành phố. Từ đó thì Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố sẽ gửi các cái tài liệu này đến cho các cái lực lượng khuyến nông cơ sở cũng như là cái lực lượng khuyến nông cộng đồng, làm thế nào để các cái tài liệu này đến được với bà con, đến được người sản xuất nhanh nhất. Và từ các cái tài liệu này làm cái tài liệu cơ bản thì cái lực lượng khuyến nông cơ sở sẽ giúp bà con hướng dẫn tại chỗ, triển khai ngay tại địa bàn, những cái thiệt hại của bà con sẽ được khắc phục nhanh chóng. Những tài liệu hướng dẫn bà con khôi phục sản xuất cũng như là kỹ thuật xử lý những cái rủi ro thiệt hại sau cơn bão gây ra thì đã được Trung tâm Khuyến nông tài liệu hóa và kịp thời đưa tới bà con ở các địa phương để bà con có thể kịp thời áp dụng ạ. Và vấn đề môi trường sau ngập lũ ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản xuất cũng là điều mà bà con đang hết sức băn khoăn và lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp và những cái lưu ý như thế nào cho bà con nông dân trong việc xử lý môi trường sau bão lũ ạ? Có thể nói là với một cái phương châm là nước rút đến đâu thì chúng ta khôi phục đến đó. Việc đầu tiên thì chúng ta phải tiến hành tiêu độc khử trùng, phải tiến hành xử lý những vấn đề môi trường sau mưa lũ. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng việc này thì chúng ta phải tiến hành đồng bộ bằng tất cả các giải pháp. Đối với các vùng, đối với chuồng trại chăn nuôi phải tiến hành tiêu độc khử trùng.
làm thế nào để sau khi mà chúng ta đưa cái đàn gia súc gia cầm quay trở lại chuồng trại ấy, thì phải các cái chuồng trại này đã được phải xử lý những vấn đề an toàn về mặt môi trường, phải tiêu độc khử trùng, phải an toàn về môi trường thì chúng ta mới đưa đàn gia súc gia cầm quay trở lại. Cũng đồng thời là chúng tôi cũng hướng dẫn các địa phương phải có một cái giải pháp đồng bộ là cả về chế độ dinh dưỡng sau khi mà đàn gia súc gia cầm quay trở lại chuồng trại, cũng như là các cái giải pháp về các cái đề phòng các cái dịch bệnh có thể xảy ra. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nhưng việc này phải được tiến hành đồng bộ. Nếu như chúng ta xử lý mà không đồng bộ thì có thể là những cái gia đình, những hộ gia đình mà không thực hiện các cái biện pháp này có thể là mầm mống bệnh để gây ra thiệt hại đối với sản xuất. Với những ngành trồng trọt thì chúng tôi cũng phải đặt vấn đề là làm thế nào để xử lý nhanh các cái vấn đề về môi trường ở trên đồng ruộng, rồi đánh giá tình trạng cho từng đối tượng cây trồng một thì có những giải pháp rất là cụ thể, từ hoa màu, từ cây ăn quả đến lúa, đến những cái hoạt động sản xuất khác. Từ đó thì xác định lại là những diện tích nào có thể khắc phục, hồi phục được, những diện tích nào chúng ta phải xử lý và có thể bắt đầu một cái mùa vụ mới sau khi nước rút. Mặc dù không bị thiệt hại quá nặng nề, nhưng ảnh hưởng của mưa bão, mực nước thay đổi cũng khiến cho môi trường của những bè cá ở khu vực Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng. Kịp thời có những biện pháp triển khai để đảm bảo môi trường, nguồn nước cũng như hạn chế dịch bệnh có thể gây chết cá là những giải pháp hết sức thiết thực. Những loại cây thảo dược như là cây xoan như thế này hay là những túi vôi bột thì sẽ được bà con nông dân thả xuống những lồng bè nuôi cá của mình với mục đích là phòng trừ các loại dịch bệnh có thể xảy ra cho đàn cá cũng như là ổn định môi trường ao nuôi, nhất là khi tình trạng mưa lũ xảy ra làm mực nước của các ao nuôi bị thay đổi. Tùy vào từng địa phương, từng mức độ thiệt hại cụ thể, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những hướng dẫn để khắc phục, phục hồi sản xuất, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất cho bà con nông dân sau mưa bão. Khi mà vào mùa mưa lũ thì cá thường hay bị mắc một số cái bệnh nội sinh trùng và ký sinh trùng. Thì để mà phòng được cái bệnh nội sinh trùng và ký sinh trùng thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta có thể tận dụng những cái loại cây thảo mộc ở xung quanh khu vực nuôi của chúng ta để chúng ta tận dụng. Thì ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái lá xoan, chúng ta bó vào thành từng bó để chúng ta thả vào xung quanh góc lồng. Để cái lá xoan ấy, thứ nhất là nó sẽ giúp loại bỏ các loại nội và ngoại ký sinh trùng trên con cá. Và thứ hai nữa là cái lá xoan ấy, một số loại cá là có thể là sử dụng cái lá xoan trực tiếp để làm thức ăn thì nó cũng có tác dụng là giúp cho con cá nó phòng một số những cái loại bệnh ký sinh. Trước những cái cơn bão lớn hoặc là những cái điều kiện thời tiết bất lợi thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là cũng có những cái rất nhiều các cái giải pháp để hỗ trợ giúp cho bà con làm sao mà giảm thiểu được cái thiệt hại do mưa bão cũng như là các cái điều kiện thời tiết bất lợi. Cụ thể là với hệ thống thông tin truyền thông, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là có các cái tài liệu chia sẻ trên app Khuyến nông Xanh, trên trang web Khuyến nông và trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cái tờ rơi điện tử để gửi đến các địa phương để chia sẻ đến bà con để chúng ta có cái giải pháp về các cái kỹ thuật cũng như là các cái giải pháp để làm sao mà phòng tránh hiệu quả trước mỗi cái khi mà cái điều kiện thời tiết bất lợi nó xảy ra. Có thể nói rằng khắc phục sản xuất cũng cấp bách như quá trình chống lũ, chống bão. Chính vì vậy, cần giải quyết ngay, càng sớm càng tốt, đảm bảo sớm, nhanh, hiệu quả và đúng quy trình để việc tái sản xuất của bà con nông dân thật sự hiệu quả. Thưa ông Lê Quốc Thanh ạ, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là sẽ đến thời điểm Tết Nguyên đán 2025. Và đây là thời điểm mà thị trường sản xuất và tiêu thụ nông sản rất là sôi động. Vậy thì để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường trong thời điểm này thì bà con nông dân sẽ cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ra sao để có thể đảm bảo lương thực thực phẩm tiêu thụ trong nước cũng như ổn định thị trường xuất khẩu ạ? Đúng là như vậy. Với cái thiệt hại thì chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ thiệt hại cho từng đối tượng vật nuôi cây trồng. Tuy nhiên thì tính từ giờ đến Tết thì chúng ta vẫn còn có đủ thời gian để có thể bố trí một cái mùa vụ nữa. Chủ yếu là các cái loại rau, màu, hoa, những cái vấn đề mà phục vụ cho Tết thì cơ bản là chúng ta có thể tái thiết
lại cái hệ thống sản xuất này được. Nhưng vấn đề ở đây là bà con nông dân cũng như là các cái cấp phải xác định được cái cơ cấu, cũng như là xác định được mùa vụ, cũng như là từng loại giống. Còn đối với những cái loại cây trồng mà mang tính chất dài ngày thì cái này chúng ta phải có giải pháp khắc phục. Có thể chúng ta bị mất một vụ nhưng mà chúng ta có cái giải pháp khắc phục ngay để làm sao cho cây hồi phục lại và để cho chuẩn bị cho những cái vụ mùa tiếp theo. Chúng ta vẫn có thể thêm một mùa vụ nữa nếu như là công tác khắc phục những cái thiệt hại rủi ro sau bão cũng như là tập trung các nguồn lực để khôi phục lại sản xuất được tiến hành một cách nhanh chóng đồng bộ. Và có thể thấy rằng là công tác khắc phục sản xuất cũng cấp bách như công tác chống lũ, chống bão. Chính vì vậy cần giải quyết ngay, đảm bảo sớm, nhanh, hiệu quả, đúng quy trình. Và để làm được điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phát huy vai trò phối hợp của các bộ ban ngành, liên ngành và đặc biệt là vai trò của Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia cũng như các tổ khuyến nông cơ sở, các tổ khuyến nông cộng đồng ạ. Và công tác này thì đã và đang được chúng ta tiến hành triển khai như thế nào ạ? Đúng là như tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ấy, thì chúng ta đã trải qua cơn bão. Nhưng cái việc mà phục hồi sau bão cũng cần phải khẩn trương, cũng cần phải đồng bộ, cũng cần phải cấp bách như là trong quá trình chống bão. Chính vì vậy cho nên là các cái đơn vị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đặc biệt là Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia của chúng tôi đã vào cuộc ngay. Chúng tôi đã có những cái bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể cho đối với từng đối tượng vật nuôi cây trồng để giúp bà con ấy là căn cứ vào đó để có những cái quy trình để tái thiết lại sản xuất. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã có một cái phong trào là tất cả các cái lực lượng khuyến nông phải xuống đồng ruộng, vào trang trại cùng với bà con nông dân. Và chúng tôi cũng hiểu được rằng là lúc này là lúc bà con nông dân đang cần cái lực lượng khuyến nông của chúng tôi nhất. Từ cái lực lượng khuyến nông từ trung ương đến khuyến nông các tỉnh, thành phố và đặc biệt là cái lực lượng khuyến nông cơ sở, những cái lực lượng khuyến nông cộng đồng, những người gần với sản xuất nhất, thì chúng tôi đã yêu cầu cái lực lượng này là phải đến được với bà con nông dân, phải cùng với bà con nông dân, đồng hành cùng với bà con nông dân với cái tinh thần là cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể từ khâu tiêu độc khử trùng, hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng vật nuôi làm sao cho nó phù hợp sau mưa lũ. Vâng ạ, chúng ta sẽ có thể phần nào yên tâm khi mà đội ngũ khuyến nông cộng đồng, khuyến nông cơ sở luôn sẵn sàng vào cuộc đồng hành, cầm tay chỉ việc với bà con để có thể có những cái giải pháp về mặt kỹ thuật giúp cho bà con có thể khôi phục được sản xuất sau bão lũ. Và bên cạnh những hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì bà con nông dân cũng rất cần hỗ trợ về mặt tài chính cũng như những cái giải pháp đồng bộ mang tính vĩ mô khác để có thể khôi phục lại sản xuất. Vậy thì cơ quan nhà nước cũng như là các cơ quan quản lý, chúng ta sẽ cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con như thế nào để có thể sớm ổn định lại sản xuất và khắc phục được những thiệt hại rủi ro sau bão lũ ạ? Hiện nay thì ngoài những vấn đề liên quan đến chính sách thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đang chỉ đạo các cái lực lượng, các cái đơn vị của ngành của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải vào cuộc một cách nhanh nhất, làm thế nào để đơn giản nhất để cho bà con tiếp cận được các nguồn hỗ trợ. Và đồng hành như vậy thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Lê Minh Hoan đã chỉ đạo các cái đơn vị làm thế nào để xã hội hóa được cái nguồn hỗ trợ này, cùng với các cái đối tác của các cái đơn vị làm thế nào để kêu gọi được các cái nhà hảo tâm, những người mà có tấm lòng làm sao để đóng góp cùng với các cái đơn vị của Bộ Nông nghiệp để đưa nhanh nhất là các cái vật tư, các cái loại giống cây trồng vật nuôi đến cho bà con nông dân. Thì ngay đối với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia thì chúng tôi cũng đã nhận được cái sự hỗ trợ của một số các cái đơn vị như là Quỹ Thiện Tâm, như một số cái tập đoàn chăn nuôi, một số tập đoàn thủy sản. Thì người ta cũng rất là quan tâm làm thế nào để đưa được các cái chất tiêu độc khử trùng để giúp bà con nông dân phục hồi sản xuất, rồi chuẩn bị những cái giống cây trồng như là giống ngô, giống rau màu có thể hỗ trợ bà con ngay lập tức, có thể là bắt đầu vào tay vào một cái vụ mùa mới. Rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ của khách mời trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chia sẻ những rủi ro thiệt hại mà bà con nông dân miền Bắc đã phải gánh chịu trong đợt thiên tai bão lũ vừa qua. Và hy vọng rằng với sự vào cuộc kịp thời nhanh chóng của các đơn vị chuyên môn, các cơ quan quản lý nhà nước, thì bà con nông dân sẽ sớm tiếp cận được với những giải pháp hỗ trợ và xây dựng kế hoạch để có thể khắc phục được rủi ro, từ đó ổn định sản xuất.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.